Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hướng đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sáng nay, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, ngài Jakabe Yoshinori đã đến thăm và làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản đánh giá rất cao tiềm năng thế mạnh của thành phố Đà Nẵng, đồng thời cho biết nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản sắp đến, trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều sự kiện hoạt động chào mừng. Vì vậy, Ngài Tổng lãnh sự mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực thông tin tuyên truyền để góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Nhật Bản nói chung và giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Khẳng định vai trò và vị thế của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố. Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam thống nhất cao với các ý kiến của ngài Tổng Lãnh sự và cho biết hiện nay đài đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng xây dựng các tuyến bài, nội dung tuyên truyền về các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản trên địa bàn thành phố với thế mạnh về cơ sở hạ tầng đồng bộ cũng như kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông nhật bản đài phát thanh truyền hình đà nẵng mong muốn ngày tổng lãnh sự sẽ là cầu nối để đài và các đối tác nhật bản gắn bó thêm chặt chẽ sản xuất nhiều chương trình chất lượng cao trong thời gian đến